Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo. À, vâng ạ, chị ơi, cho em hỏi này, trong thời gian vừa qua em có yêu một cô bé ạ. Vâng. Em thì em học xong đâu rồi, xong em ra học này, học xong là cái thời gian trước ấy, thì cô ấy chưa học xong thì tình cảm của bọn em nói chung là rất tốt ạ. Cả hai bên đều thỏa mãn với mình ạ. Nhưng mà trong thời gian từ khi cô ấy học xong được mấy tháng này, hình như bọn em xa cách nhau nhiều quá và em cảm thấy cô ấy không hợp với em nữa. Bây giờ em muốn làm thế nào, phải làm thế nào vậy ạ? Nhưng mà hiện tại thì bạn có còn yêu cô ấy không? Em thì em vẫn còn, nhưng mà ngược lại thì em nghĩ rằng về lâu về dài thì chưa chắc là đã đi đến một kết quả tốt nhất được À, anh Minh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ giúp bạn ạ. Tức là trước đây thì em với cô ấy là học cùng nhau đúng không? Vâng. Thế xong rồi là em thì ra trường trước đi làm rồi, cô ấy gần đây mới ra trường. Vâng ạ. Và bây giờ thì cái thời gian gần nhau gặp gỡ nhau cũng không nhiều lắm, có Vâng chăng ạ. thỉnh thoảng với gọi điện hẹn đi chơi uống nước hoặc chuyện trò thôi. Và nó giảm bớt đi rất nhiều ạ. Ừ, và càng ngày thì càng thấy hình như không hợp nữa. Vâng ạ. Ừ, trước đây Vâng các ạ. em cuộc sống rất đơn giản, ngoài chuyện tập trung vào học hành thì chỉ Vâng còn có yêu đương gần gũi chuyện trò nữa là hai việc chính thôi đúng không? ạ. Nhưng khi mà bây giờ một cái cuộc sống mới đã bắt đầu rồi, các em không còn là học sinh nữa, mỗi Vâng người phải ạ. lo cho nghề nghiệp của mình, còn phải kiếm tiền, còn tính toán này khác. Và Vâng. cơ bản nhất là sang một cái môi trường mới thì ai cũng có những cái người bạn mới. Vâng ạ, thích anh ơi cho em hỏi bây giờ em muốn giữ lại cái tình cảm này liệu có được không ạ? Anh không thể đoán được là được hay không. Bản thân em cũng vài tháng ra trường, cô ra trường thôi đã thấy nó nhàn nhạt rồi, mà cô thì có thấy rằng là chẳng có em thì cũng không sao lắm. Vâng, em cảm Cái gần như là nó xa cách nhau rồi đấy ạ. ví dụ như hiện nay cô ấy ngoài việc đi làm ra thì cũng còn phải mở mang các mối quan hệ xã hội, cũng có người nọ người kia, người này người khác. Bản thân Vâng ạ. em thì cũng không thể vui lòng thỏa mãn với việc là thỉnh thoảng mới gặp nhau. Em cũng có những người bạn và thấy hình như Vâng ạ. là xa cô mình cũng không không thấy khổ sở lắm đúng không? Thế nhưng mà hiện tại thì tâm lý của em rất nặng, em không biết là nên giữ mối tình cảm này hay là muốn chia tay, mà nếu như phải chia tay thì em không biết làm thế nào để giữ được lại tình cảm bạn bè giữa em và cô ấy ạ. Thứ nhất là thế này, nếu không Vâng. nghĩ đến chuyện là tiến tới hôn nhân ngay thì cũng cần có thời gian thử thách tình cảm. Đấy, Vâng ạ. nếu như cứ không có cái giai đoạn này mà cứ như ở trong trường với nhau thì em thấy úi dồi ôi, hai bên hòa hợp phù hợp lắm rồi, đều Vâng thỏa ạ. mãn. Nếu lúc ấy mà các em quyết định kết hôn thì còn chết nữa đúng không? Nhưng may Vâng ạ. mà có thời gian thử thách đấy, mới một thời gian xa nhau một tí thôi đã thấy khác ngay rồi. Thế thì cái mối quan hệ mà nó chưa thực sự là bền vững thì chỉ một thời gian nữa thôi, không cắt nó cũng đứt. Bây giờ là em mới cảm thấy là chưa quen được cái việc là mình vừa mới có người yêu thắm thiết, thế bây giờ lại thấy nhàn nhạt, nếu chia tay thì sẽ thấy rất buồn. Vâng Nhưng ạ. mà duy trì mối quan hệ này cũng cứ thử suy ngẫm, củng cố, rồi đánh giá, nhìn nhận vài ba tháng nữa càng ngày càng thấy nó chán, phía bên kia cũng không thấy có sự cố gắng để mà cải thiện, mình thì thấy rằng có lẽ nó cũng chẳng phù hợp lắm, thì lúc ấy nói đến lời chia tay rất dễ, mà cả đôi bên cũng không đến nỗi quá đau khổ. Còn bây giờ em dù sao chăng nữa cũng vẫn còn rất tiếc nuối cái mối quan hệ mà đã từng có với nhau đúng không? Và em còn nghĩ rằng là nếu không yêu được thì còn giữ lại được cái tình bạn, cái điều ấy là mong ước của nhiều người nhưng nó lại thực sự rất là khó khăn. Thứ nhất là em phải nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, em nói những điều mà em cảm nhận như là em nói với anh. Nếu cô nói rằng thật ra tình cảm em cũng dành cho anh rất trọn vẹn, chẳng qua dịp này công việc nó khó khăn quá, vừa mới về cái chỗ làm mới này biết bao những mối quan hệ phải xử lý, ngoài ra cũng mệt mỏi, cũng thế nọ thế kia, thì Vâng chắc ạ. mình sẽ thông cảm hiểu nhau hơn Vâng ạ, cái thế em trao cảm ơn đổi anh, em nhé. cảm ơn chương trình ạ. Vâng, với những phân tích của anh Đinh Đoàn thì bạn đã tìm cho mình cái giải pháp rồi chứ ạ? Vâng, em cảm ơn chị ạ. Vâng, thế chào bạn, Vâng, chúc chào bạn chị ạ. luôn hạnh phúc. Cảm Vâng ơn ạ. những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hòa Bình. Alo, chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Vâng, chào chị. Hôm nay em 24 tuổi, em đi làm đúng năm chị ạ. Vâng. Em và bạn gái của em yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Bọn em từng trải qua rất là quen phòng với nhau đấy. Vâng. Thế sau em đi làm ra thì người yêu em thì thường xuyên lạc với em. Xong rồi em biết chuyện thì em xuống hỏi. Thế em biết ra là có hàng xóm bảo là có yêu người khác. Thế bên họ đang sống sinh viên chị. Vâng. Thế bên hàng xóm bảo là họ thỉnh thoảng là Vâng. thỉnh thoảng là đóng cửa ấy. Thì em không tin.
nhưng cùng em một hôm em bỏ việc em xuống hỏi, thế là gặp cả ba người, được cả hai người đấy ấy. Ba người nói chuyện thì em hỏi hỏi thẳng ra thế em có yêu anh được không, thế cô bảo em hết yêu anh rồi. Thế em là buồn, hôm nay người buồn nhất của em chị ạ. Xong em về, xong rồi sau một tháng cô ấy nghỉ hè, xong rồi em buồn quá, em yêu cô ấy nhiều lắm mà cô ấy thì như thế thì em chẳng muốn. Một hôm em có uống rượu say, em gọi điện cô ấy, em nhớ cô ấy, ấy. Thì em bảo là anh em nhiều lắm nhưng mà sao em lại như thế. Thì cô chẳng nói gì, cô chỉ bảo là anh là người vô tâm. Thế xong rồi cô ấy, bây giờ hết đang nghe chị xuống thì cô ấy bảo là cô ấy còn yêu em nhiều lắm. Bây giờ em rất là khó xử với cái trường này chị ạ. Thứ nhất là em rất còn yêu cô ấy, nhưng mà thứ hai là nhưng mà cô ấy thỉnh thoảng hứa với em những gì mà bây giờ em cô ấy không làm được, bây giờ em không biết làm nào chị ạ. Vâng. Bạn hiện nay thì băn khoăn là không biết là trước đây thì cô ấy nói là cô ấy không còn yêu bạn, và bây giờ thì lại bảo rằng rất là yêu bạn đúng không? Vâng, băn khoăn không biết là tình cảm của cô bạn gái hiện nay đối với mình như thế nào. Tình cảm vâng rồi ạ. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ cho bạn lời khuyên. Xin mời. Ồ em ơi, thế này, ngay cả khi em bắt được quả tang cô ấy và cái anh kia ở trong ấy và gặp mặt ba người, cô ấy nói thẳng rằng là em không yêu anh nữa, em vẫn còn yêu cô ấy hả? Dạ vâng, em vẫn yêu cô ấy nhiều lắm anh ạ. Nhưng mà cô ấy hứa em nhiều, nhưng mà cô ấy thì phải lúc hứa thì rất nhiều rồi thất hứa cũng rất nhiều. Em mạng lắm. Thôi thì cứ cho rằng cô là người chót dại, trong lúc xa em người yêu thì xa cách, trong khi lại có cái anh hàng xóm với những anh ở trọ cùng nó cứ gần, rồi nó cũng do yếu mềm người ta cũng có thể lung lay tư tưởng, và cô đã chót dại yêu một người khác và bị em bắt quả tang cho nên là mới nói không, chứ còn nếu mà em không theo dõi thì em chưa bắt được quả tang anh ạ. À, không ra thì bên hàng xóm họ thấy thôi, còn cái chuyện đấy thì em chưa bị từ khi nào cũng em phải thực cô ấy mà không có ấy. Nhưng bây giờ em hết niềm tin với cô ấy rồi anh ạ. Hết niềm tin nhưng cái tình cảm thì vẫn cứ còn, vẫn cứ tiếc là mình sao lại để em tổn mất 2 năm rồi. Tất cả những gì mà em công tác phải quay trong sắc em ấy. Thì em nhớ quay nhiều lắm, nhưng mà lúc cô làm như thế thì em không biết làm nào. Thế nhưng em cứ hình dung rằng em lại nối lại tình cảm, lại thương cô ấy. Mấy bữa nữa các bạn trai ở các nơi khác lại kéo về để tụ tập ở quanh nhà trọ. Cô ấy lại có một anh chàng khác, rồi em lại theo dõi, vân vân. Như thế thì thà chia tay nhau đỡ khổ hơn, và không yêu còn đỡ khổ hơn. Trong lúc này thì ở trong em, nếu mà nói là tình yêu lớn thì không hẳn đâu. Mà ta tiếc vì mất một cái thói quen là có người yêu. Mặc dù là em đã nói là hết tin tưởng ở cô rồi, cô hứa rất nhiều rồi, thất hứa cũng nhiều làm cho mình đau khổ. Nhưng mà vì dù sao chăng nữa đang có người yêu, bây giờ lại bị hẫng là không có người yêu nữa, mình cũng thấy nó trống trải. Nhưng nếu như em mà suy nghĩ tích cực, em hướng những cái cuộc sống của mình nó rộng mở hơn ra, em sẽ đỡ đi rất nhiều. Nếu cứ ngồi đấy nhớ lại kỷ niệm đã có với nhau 2 năm rưỡi rồi, là đã sao cô lại bội bạc như thế, mình dành cho cô như vậy mà cô lại thế kia, thì em sẽ rất nặng nề. Nhưng mà em ngoài cái việc tham gia công việc đi làm của mình ra thì mở mang các mối quan hệ xã hội, các nhóm bạn, rồi em có thể có cơ hội gặp nhiều những bạn gái khác. Thế và trong nhiều bạn gái khác ấy, biết đâu gặp được cái đối tượng mà mình cũng yêu, mình cũng nảy sinh tình cảm, và phía người ta cũng rất chân thành, và hai người lại cũng rất hòa hợp. Chỉ khi nào em có được những cái mối quan hệ mới, rồi thì cái vết thương cũ nó sẽ mới lành dần dần. Còn hiện nay em vẫn cứ còn nặng nề mà ngồi đấy tiếc nuối trách móc thì không giải quyết được vấn đề gì hơn đâu. Trong trường hợp của em, khi niềm tin đã mất, khi mà tất cả đã không còn được như thế, thì đừng tra hỏi nhau. Ai đi hỏi người yêu là có phải em yêu người khác không, có thật chăng nữa cũng không bao giờ người ta nói thẳng, đúng không? Mình phải xử lý bằng nhiều cái nguồn thông tin khác nhau, và quan trọng nhất là cái sự đánh giá của chính bản thân mình nhé. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Đinh Đoàn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Ninh. Em cần một chút tư vấn về tình cảm chị ơi. Vâng, bạn nói đi ạ. Em và người đó quen nhau từ hồi lớp 11 ạ. Và chúng em đã yêu nhau được 6 năm nữa. Vâng. 2 tháng trước đây thì em cảm thấy cô ấy rất là mong em về, và em cảm nhận được điều đó. Vâng. Cách đây 3 tuần chị ạ. Vâng. 3 tuần thì cô ấy nói lời chia tay với em.
mà em không hiểu lời nói nữa, là chia tay bắt nguồn từ đâu. Nhưng mà em đã cố gắng là trong vòng 4 tuần để đặt ra mọi tình huống và mọi cái ấy để mình giải đáp, và cuối cùng em đã giải đáp được vấn đề, nhưng mà em giờ em không biết mình phải làm thế nào. Tôi nghe giọng bạn nói thì tôi cảm nhận rằng hiện nay thì bạn rất là đang xúc động đúng không? Và rất là muốn níu kéo cái tình yêu này. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ cho bạn lời khuyên để xem là có cái cách nào không. Xin mời anh. Em vẫn còn đang học hả? Dạ vâng, em đang học năm cuối Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ừ, còn cô ấy thì ở nhà. Đâu, cô ấy vừa tốt nghiệp đại học dược, vừa mới tốt nghiệp xong ạ. À, cô vừa tốt nghiệp xong. Bạn nãy em có nói một chi tiết là cách đây khoảng độ 3 tháng hay 3 tuần cô rất mong em về. Khoảng 2 tháng ạ. Nhưng mà trong thời điểm đó là cô ấy gặp rất nhiều sự cố anh ạ. Thứ nhất là ra trường, không việc làm, chưa xin được việc. Thứ hai là chuyện gia đình. Thứ ba là, nói chung là cái lúc đó cô ấy cần em nhất, người em cần em nhất thì em lại không có mặt. Và đúng tháng đó là tháng đó em đang chuẩn bị ôn thi ạ, đang ôn thi ạ. Thì là em lại gắn điên gì còn này, nhắn tin và gọi điện ít hơn bình thường. À, thế hiện nay thì em đã làm những cái gì để mà, vì em nói rằng sau thì em cũng đã khám phá ra là lý do. Bây giờ lý do là gì? Nguyên nhân chủ yếu là chúng em xa nhau quá, và cái lúc mà cô ấy quỵt quệ nhất và cô ấy cần em nhất ấy thì không có mặt. Ừ, trong khi đó thì có một người khác ở ngay bên cạnh lại sẵn sàng chia sẻ những điều mà cô ấy thiếu. Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Và bây giờ thì một chút gì đấy ân nghĩa, bên thì tình cảm 6 năm, một bên thì cái người giang tay ra giúp mình về mọi mặt và cho mình nương tựa cái lúc mình khó khăn nhất. Và bây giờ thì cô ấy cũng là người rất khó xử, cô cũng không phải là người dễ dàng để mà dứt bỏ một mối tình 6 năm. Nhưng cũng lại cũng có những cái khó ứng xử khi mà lúc ấy thì giả vờ hay là nhận lời thế này thế khác với người ta, xong bây giờ chẳng lẽ lại không anh ạ. Tức là lúc đó là cô ấy cũng mềm lòng, nhưng mà sao cô ấy luôn luôn em biết tin mà, tin vào người yêu em mà. Chưa bao giờ em, còn là chưa bao giờ em nghĩ là cô ấy yêu người đó đâu. Chưa bao giờ. Và cô ấy cũng nhắn tin, mới đây cô nhắn tin ấy, cô bảo là người yêu em bảo là hãy để cho em xa anh một năm ấy, để em có thể là làm mọi thứ tự đem được tự do một năm, và nếu thực sự em còn yêu anh thật lòng ấy, thực sự yêu anh thì sau một năm em sẽ quay trở về bên anh. Và cô ấy còn nói là, người yêu em còn nói là trách em một điều đó là yêu có người yêu mà cũng như không. Cô ấy trách vậy thôi chứ cô ấy thừa biết rác em và học cùng trường với cô hoặc ở rất gần mà em không chia sẻ được với cô ấy những lúc cô khó khăn, thì cái lời trách ấy là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà em cũng xa và em cũng có những cái công việc học hành khó khăn riêng của mình, trách ấy cũng chỉ là trách giận hờn thôi. Nhưng mà anh thì anh nghĩ thế này, chính lúc này là cái lúc mà không nên giãn nhau ra một năm nếu như còn muốn duy trì lại. Thế thì việc cô nói là việc cô nói, nhưng anh nghĩ rằng là lúc này là lúc mà em chứng minh em làm mọi việc có thể bù đắp, để ít ra có lúc cô nghĩ rằng là mình thiệt thòi này, mình có người yêu như không này, lúc mình cần nhất thì anh ấy không có mặt này, vân vân, thì để cho cô hiểu hóa ra anh ấy yêu mình lắm, có điều rằng là anh ấy cũng bận, cũng việc nọ việc kia thôi. Đừng có lắng nghe nghe theo lời cô là giãn ra một năm, thì rất có thể thế này, hiện nay trong trong tư tưởng cô ấy đang có một cái sự phân vân nào đó, thì cái một năm ấy có thể nó lại nghiêng, nó ngả, nó sẽ biến chuyển sang một cái hướng khác mà không có lợi cho mình. Tình yêu, tình cảm chỉ có thể chứng minh, chứng tỏ bằng cái tình yêu, bằng sự quan tâm, chứ không phải để lặng đi thử xem sao. Khó của em lúc này như thế này này, gần gần cô ấy thì cô ấy bảo là cô ấy không thể bình tĩnh được khi em ở gần bên đó anh ạ. Không, em ơi, tất nhiên là bây giờ anh không thể nói chi tiết rằng em phải lựa chọn thời điểm nào, lúc nào, nhưng mà đường hướng chung nó vẫn phải là như thế em ạ. Nhá, hy vọng rằng là cái sự kiên trì của em sẽ được bù đắp. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.